when I am enjoying different day. Em vẫn thắc mắc mãi sao nghe câu chia tay anh thầm em đi trên dây. Bởi vì em luôn nghĩ anh dành lắm, luôn hạ em. Mà trong khi anh biết em thì muốn được tự do, đến khi nào anh mới biết bỏ chim, đến khi nào em mới biết không hỏi nữa nhận. Người mà anh yêu anh còn chưa đây được, theo em tập trung là gì? And you know I love you too girl. Oh, but you don't know about that. Đừng bằng lòng rồi thức khuya, chỉ là bài làm hỏi thăm, cần gì lại lùi như thế. Bài dòng vu vơ hay thật gian nan, cô đơn nên hỏi thăm vậy nè. Ừ, thật ra em đang cô đơn, biết bao đêm em mơ về anh, nghĩ là gì hả anh? Giấc mơ hay lặp lại, tối đen trên đôi đi về, em và anh đang tập lại bên nhau. Thật ra em đã nhớ anh vì đã nhớ một cảm giác. Tại sao em yêu biết bao nhiêu người mà vẫn không biết lặng là sao? Đến khi nào anh mới biết bỏ chim nhỉ? Đến khi nào em mới hết thôi hỏi nhỉ? Người mà anh yêu anh còn chia tay được, theo em tập trung là gì? And you know I love you too girl, but you don't know. Chẳng còn gì ngoài quá khứ. Ngày còn yêu sợ không lo lắng cho nhau, bây giờ đây tận tâm để làm gì? Mày dậy không? Em lấy dậy không? Tại sao không trả lời?